Yên hát chọc nè nè nè. He is very poor. He walks slowly, looks like very sad. He walks slowly, looks like very sad. He walks slowly, looks like very sad. Maybe, is it correct? maybe not. Maybe no, what would you say? I think I'm gonna put he walks slowly with a sad face. Yeah, okay, with a sad face. Good, okay. Or he walks slowly. Okay. If you can also say like with like that is the best way, but you can also fix this. He walks slowly. He looks very sad. Okay, I think look like it. Okay, nhưng đang thay lại những mini cái khăm ai, mini cái thay chạy. Quát đào dứt dứt thả mơ tớ đồ chìa. Ok, mê nán, mê nế. Toàn khơi mê nế phóng. Mê nế phải chỉ kết rừng khmai nế. Ok, chẳng khmai lại nó cứ khó. Ok, áp xì khi nhiều mùi ông lê đi. He looks, oh he walks slowly, he looks very sad. À nâng, ok. Chắc lại nó thay chạy bàn. And he looks. Yeah, looks mean and stuff. He looks. He looks. Chúng phải ăn á. He look. He walks slowly and look very sad. I don't know. Maybe no. He walks slowly and he looked. Để sao tại vì mình là ấy băng lên khỏi nè. Slowly ini nó bị ác xì kia mùi lục á nè. Thì chân dây tan trọng. Jay can the clay can the law. He walks. Teacher club junjits day out. Jay wang page. He walks slowly. Jang mong jung put like we chow with the banana that can we chow. Okay. He walks slowly. One mini a ton mounted. But now he looks very sad. He looks very sad. The shorter it is, the better it is. Okay? He looks very sad. Okay. Nhưng phải đặt vị trí bị bây giờ tên cũng đã end. The end vì ấp xì kia tên. He walks and eat slowly. Phải chỉ ách bàn. Phần tay bà thang he walks slowly and looks very sad. I'm not so sure. But I would say this one. Chị chọn đăng đài nè. Phần tay chế mà rồi về rồi trừ. Ok. Anh lấy ní. Ok. He arrives home. Good. He arrives home. Nè đẹp ra home trâu nâng teacher tờ xa ấy. Phụ ấy home nâng của bạn ấy. He opens a pot. He opens his pot. Thấy các bạn này nè. Chân năng đồ bà quạt. The pot has no rice. He pours water. Put a pitcher has no water. But the pitcher has no water. He leaves home. Con thú mê nâng chạp chân bì tế. Man. Yeah. Con thú mê nâng chạp chân bì tế. He walks until a home. And knocks on a door. Okay. This one is Khmer again. English, we don't say this. Okay. He walks to reach a home. We got to a house, nó phải nhớ home là nick học rồi. Nè, home bà pra nè, home vị trí con kệ nhà sập mà dừng vậy phía sau vậy có, home vị trí kệ nhà sập chẳng bà pra mà,
He walks to a house. Okay? To a house. Home nung teacher mjay thum mjay kni yung ne te pu ay teacher ang kay khok ta rung home nung. Home nung yung jay cha. Okay, home nung đặt bàn ta chumui nung go ta. Go home nung bàn. Khéo pi nung khok. Jay chang suru sba vat. Okay? Yes, sir. He walks walks to a house and knocks on a door. A girl, okay, good, this one is good. A girl opens the door. Good. Yeah, but you only clay, I clum. The young boy asks. Okay. The girl, can you please give me a glass of water? The girl says. Okay, the girl says. The girl says, yes, wait a minute. The boy stands in front of the door and touches his stomach. The girl looks at the boy and pures. Thì chúng ta bàn trao pịa năng đáy tầm chè, tầm nạc hơi bình tế. Pures, bà, cụ ông lê lực muốn, bà riêng chờ khó tiết. Pures milk in a glass. She gives milk. I don't know why we don't have that here. Isa, can you say? Because they can't count. Yeah, maybe. But I don't know, but I don't know. I don't know. She gives milk to the young boy. The young can't take it because he has no money to pay it. The girl says it's okay. They say, but I'm going to say it's okay. The young boy takes it and says, thank you. Okay, coming down to the girl. He drinks milk. She drinks her milk. He gives the glass back to the girl. It's very good. You describe group chung hien chung cứ em and then. He leaves. Teacher, phép ở Ariel, some ở Ariel, prao video teacher ta đài. Phần tay, ở kia nhiên dây là biếp mùi tiết đài advanced chứng năng chẳng hạn. He gives the glass back to the girl. He leaves. Many years goes by. The girl now a woman. The girl now is a woman. Okay. The girl now a woman falls very soon. Okay, a woman. Hi, a canon. Yung full stop. Panang hay yung that she. She falls very sick. Mm-hmm. She sleeps on a patient bed in a hospital. There is a doctor, there is a nurse. They come to see the woman. Okay, the doctor takes great care. Mưa thai giang lõ, takes great care of her every day. After 6 months, the woman has healthy. Okay, is healthy, okay? We don't say has healthy. Mean so, okay, ni pokat chi kut pi khmai tiet dai na. Mean sokaphiep lo na. Nan nan. Khmai jeung mean sokaphiep lo, pantai ke chi tha keu sokaphiep lo. Kho khnia na. But she had always called the nurse to her room.
Because she still worries. The nurse gives a bill to the woman. The woman looks at the bill and smiles. At the time, the doctor walks into the woman's room. The woman tells the woman's room, the woman tells all about these stories to the two boys. Very good. This is good. This is the same as my writing. Bà hai nâng bỏ teacher to say nè, bỏ teacher to say bây giờ cô play em mà mặt nâng đây. Chẳng hơn nè. Okay. So it's very good. And we will start a share look in 10 minutes. Okay. Just to test. Oh, we have the video here. Chờ. Lúc nó nghe ca đuổi chờ. Ok. Đã khuyên chờ. La mình nói. Kim chờ. Ờ, Kim. Ao chi mail đi chờ mà. Dạ chờ. Ờ, nhà email. Nâng ngày bài chờ phút lệnh nhưng nhà em đồng tiền mà. Nhà nông Facebook đi. Dạ. Chờ email. Hai nhau mới chờ chờ vô đi à? Ừ, nẹp xin đi chị hai ông này. Thì lúc nhau mới chăm phơi trên ai chờ? Nè, nó dừng khuyên Zoom ạ. The Zoom meeting will end in 10 minutes. Ngay Zoom mới Zoom màu bị cái admin cảm thấy pra. Chị khuyên miên ở tâm phất Google. Mình ta Zoom mùi thì đã dùng cho màu đợi anh chăng à. Phần tay bởi xin chi cầm thịp xe nhé. Cứ bảo email đôi share lục chăng. Google team thì cho riêng nơi sẽ có vị trí lại cân chăng này. Anh chăng á nè. Anh chăng nẹp xe nhỏ đã cho màu riêng mùi dưỡng bà này. Bởi xin chi dưỡng ọt ao link tới quạt ọt invite quạt. Anh chăng á nè. Okay, so I think I can start to share. I think we do the share lock. Ừ, I share look chat có việc phép đây tha manity tiết chấp đảm meeting ấy. Okay, nhưng chứ tăng công tế nhưng chứ lọc in. Thôi nhưng mà trong coi cái này chờ nhưng chọc mà đoàn ấy ta chờ. Ừ, Lamy này nè, Lamy này. Okay, you. Dạ chờ, cũng chờ. We have the meeting here. Maybe my workshop. Oh, nhìn trời add user mình nhìn trời add Kim. Chờ. Bà xanh dưa tu sập mấy nhưng chọn ban này ấy kê ai cái sản nó không telegram phơ mà chờ. Nhưng ta lấy tu sập bình ra thôi. Ba tờ lấy tu sập cha nên đặt lấy về mình ta về chọc mình ta chờ. Nha. It's a bit slow, but okay, you can take a break and in 5 minutes, okay, you can go to Sherlock. I will wait you in Sherlock. Goodbye. Ta lấy lương men chờ. Yeah. Phải chi pram tí tiền nữa. Vì chắp đam nâng mong pram xài, okay. Ta không có nhóm phương thầy ạ. Thật sự. Khổ nè, bố ấy dân phương past tense thì cho say present simple nè. Tại đây thì chúng ta biết là lắm.
nâng ngay tầm phút dân vậy tới dân vậy ông lê trên đây sao tại dân miền cao cục tầng on ở nông khu của bà dân nữa tại bị cho ở bờ tàu dân tới vụ ấy giờ nợ sầu dân kêu biển anh nhảy nhảy trên anh nữa biển tròn cao với con sơ bà con vậy tới xung bay tới đi chơi nâng có bị khăn vậy chả lòng khi này để thấy chun chít mê chơi nâng có đây ơi đòi có tha cam chế xung lên bao chơi nâng cứ lo mình tiền còn tái chơi như vậy nó cứ như vậy lia chốt nhé nè mix á mà đong present mà đong past mà đong future lia chốt nhé chào chứng chứng chỉ có cái sao bật bàn này có than chứng nè chẳng lỡ chơi riêng mà đòi than toàn vậy dừng vậy past nhưng khi dừng vậy past tầng off ok bây dừng vậy present dừng vậy present tầng off chứng nè anh sửa lại tờ phía chào chào chạy sân mà chạm nhầm vậy tạm dạ dạ vậy mới vậy phối phía chán bên nhóm xe story anh mua dân chân dạy vì anh mua khu thả áo xe phát tư. Ok. Dạy tính chứ? Yeah, ok. Bọn ta nhìn trên xe phát tầng ọ. Phát tầng ọ hả? Áo thì dân chập, áo thì dân chập đám bì past ten. Dân trên dạy past ten tầng ọ. Bọn ai, mà đong past, mà đong present, mà đong past, mà đong present này, mà đong à mùi nút mình ở speaks sắp cả mùi tiết tập từ chia walked mean ed nè nó khó ok chờ hãy cho ai cái này nhưng chúng ta tha present chỉ ai tập mình là kênh dạy story nên chưa phải present thật là chờ once upon a time anh chẳng gì nữa ai cái này once chắc bị once upon a time nên nhưng vừa phát được không ok và ta phải cho once upon a time present thôi mà đà no. No, you cannot say that. Once upon a time, I need a past. I think that there is the other. Nhung chạy chờ. Nhung a story nâng bê nhung xe chọp á ha. Tỏa mà mình cho đó activity po. Thì à, có anh dễ chân nhung phá present chân thì chân chờ. Present. Yeah, it's hard. So it's very difficult for Cambodians to fix that. So maybe Ariel can help, I think. But okay, I tell you one thing, it is very nhung cái thai bây giờ tập lòng và còn chia kêu khmai vẫn ngồi khỏi. Còn tái chun chiết cứ dường vậy present simple nơi không phát các bạn này. Chun vậy mến á. Thì chun tầm đăng phải chia pitch nam cao trong cao này đại tế. Vậy tới dương mưa đôi chân nhẹ gặp phai này nhung nhà ở cứ còn vậy chia present simple thì I go to India. Phải nhớ. Có anh vậy thai I went thì. I go to India. People there are very friendly. They speak with me very nicely. They treat me very nicely. Cái nhận. Bạn thấy past tense thì bạn ấy có tự hào gì? Thì chứ ở đằng đại hay miền chân trai miền tên tập trăm ấy cứ quan dây chẳng ấy nữa. Hay nhầm xua chân chết bị chết chết thiệt thà. Nhưng I say present simple to describe và đừng past bạn nó có tháp bạn. Và tại bạn nó tự đã present được ở đây là biết dựng đấng ấy present simple cứ dựng giấy piece ấy để tu từ mình đó thì ha he looks yeah he looks at me and he says I love you nhớ he says mình he said it he says okay so see you in Sherlock okay.